ở phường Định Hòa nha cả nhà. Để tâm hai Định Hòa Hữu Nghị 1 Bình Dương. Dẫn mấy nhóc đây có cái nhà banh 30.000 ghế nha cả nhà. 30.000 ghế. Đó, ba đứa leo lên tụi ơi, ba đứa leo lên tụi ơi. Rồi nè, ba đứa tuột lượt luôn, tuột xuống, tuột xuống. Ủa trời ơi. Chưa xong chờ. Tuột xong chờ chị tuột lên lượt. Lên tuột đi con, lên tuột đi con. Gì? Rồi tốt 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 tốt. Út. Tốt út. Nè, rủ mấy chị quay tay đúng tiền luôn đi. Hai chị qua nhà đóng tiền đi nè. Ủa anh chàng đóng tiền với hai em nè con. Cứ chàng đóng tiền đi. Rồi mấy đứa chàng đóng tiền sao? Gì vậy? Đau chân quá hả? Ngồi nghỉ mệt miếng đi. Ngồi nghỉ mệt miếng đi. Sao đau chân dữ hả? Hả? Bá vô cái đó hả? Tuột vô cái lão hả? Trời ơi thiệt. Đâu có ai đi, ha đi, con đi mình. Ê trời ơi tụt luôn kìa. Mạnh dữ hả? Được không? Rồi ok. Rồi bốn đứa leo tụt lượt ai, bốn đứa tụt lượt ai. Từ từ chờ chị lên kìa, chờ chị lên bốn đứa tụt lượt luôn. Rồi nè, 1 2 3 tụt. Ơi trúng em. Có đau không tụi? Ba chả biết con có còn không? Con ba chả trước. Con con bé nó dám tụt mình luôn hả? Ủa mà bé nó lên đâu à? Leo nó khóc thì con qua ta. Đó con bé nhỏ con qua gì? Anh leo nói vậy khóc, anh leo nói vậy ngồi mình khóc kìa. Anh leo lên không biết vậy, tại dưới leo lên đây khóc. Không biết nữa mẹ nào không biết nữa. Anh bò nó được, anh hết hồn, anh bò nó được, anh hết hồn anh. Bạn ơi, tụt ngược luôn hả tụi? Anh bò lên được, anh bò lên được, anh đã khóc rồi.
Đó, giờ tụ kìa, tụ kìa. Trời ơi, cái bà này cũng đâu có vừa. Tao chồng cua nè, xuống xuống chồng cua nè. Rồi xuống tụ này con, tụ xuống con. Ôn. Mời ảnh mà. Sao mẹ đâu, mẹ đâu? Không biết mẹ ảnh là ai nữa. Anh leo lên được mà anh khóc, anh leo lên được mà anh khóc. Từ từ đi cho anh trai chúng tôi. Cái đó hồi hồi đó là cứ món trăm rưỡi mà biết này sao điều nhau luôn. Quán bò chính sĩ. Đúng đúng đúng. Ăn em biết hồi đó mỗi lần anh tổ chức đầu đi hiến máu xong là anh dẫn gì đó là mấy chục người không? Hồi đó. Bán tới 2 giờ nó nghỉ à? Ừ. Mà quán tính là còn hộ không? Ủa? Cun ơi. Cun cun chừng nào lên tới trên là dài nha. Cười cười anh cười anh. À, đây là phường Hòa Phú, con là phường Tân Vĩnh Hiệp. À, dạ. Sao? Cô Tân hả? Cô có tham gia với phường không? Cô làm bên gì cô? Cô bốn một hả? Bây giờ trưởng ban tao mà tặng là bà Lài hả? Bà Lài là hồi đó tới nhà con chứ. Quy hoạch nhưng mà có anh ba bên đó thôi. Thì thằng thằng Hoài trưởng khu là bạn học với con đó. Hoài trưởng khu. Còn chính hữu là bí thư cho Bảo đó. Là đó thì là cho Bảo chung con đó. Dạ. Quyền là hư ký đăng quý. Để đang nghĩ hay sao. Thì Quyền con bà Lại tưởng gặp tới công tác mặt trận của phố mạo quá. Ôi vậy mẹ của Quyền tên Lại hả? Ừ. Nó đẻ đứa thứ hai rồi, nó đẻ hồi 2 tháng mấy. Hồi đó hình như ba đứa làm đó hết là sao? Quyền, Tiền với Hoàng. Hai đứa phải không?
hai đứa làm ở phường á.